Tàn nhang và những điều cần biết. Tàn nhang là những mảng màu hoặc các mảng tăng sắc tố thừa dưới da của bạn. Tàn nhang xuất hiện một phần là do yếu tố di truyền quyết định. Tàn nhang thường xuất hiện trong thời thơ ấu và bạn có thể tiếp tục bị nhiều hơn cho đến khi bạn 20 tuổi. Những người có làn da trắng hoặc tóc đỏ có nhiều khả năng có nhiều tàn nhang, đặc biệt tàn nhang ở mặt. Tàn nhang là gì? Tàn nhang là những đốm nhỏ màu nâu trên da, thường xuất hiện ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Trong hầu hết các trường hợp, tàn nhang là vô hại. Chúng hình thành do sản xuất quá nhiều hắc tố, nguyên nhân gây ra màu da và tóc, sắc tố. Nhìn chung, tàn nhang xuất phát từ sự kích thích bức xạ tia cực tím, UV. Có hai loại tàn nhang và nám mặt trời. Ephelige là loại phổ biến mà hầu hết mọi người nghĩ là tàn nhang. Da sần mặt trời là những mảng da sẫm màu phát triển trong thời kỳ trưởng thành. Điều này bao gồm tàn nhang, đốm lão hóa và vết đen. Hai loại tàn nhang có thể trông giống nhau nhưng khác nhau về những cách khác như sự phát triển của chúng. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của tàn nhang. Một số nhà khoa học tin rằng tàn nhang là kết quả do sự phối hợp giữa môi trường tự nhiên và các yếu tố di truyền gây ra. Các tia có hại của ánh nắng mặt trời có thể làm cho tàn nhang của bạn xuất hiện và dần đậm màu hơn, dễ nhìn thấy hơn. Điều này dễ xảy ra hơn nếu bạn có làn da sáng. Ngoài ra, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời cũng có thể khiến da bạn trở nên đen sạm, rám nắng và cháy nắng. Trong một nghiên cứu trên 523 phụ nữ Pháp tuổi trung niên, có hai yếu tố dự đoán sự xuất hiện của tàn nhang. Thường xuyên bị cháy nắng và một gen được gọi là MC1 giờ, cung cấp hướng dẫn hình thành các sắc tố da, nhưng gen không ảnh hưởng đến tất cả các cá thể theo cùng một cách. Có hai loại melanin, pheomelanin và melanin. Những người có da sản xuất pheomelanin không được bảo vệ khỏi bức xạ tia UV và có xu hướng sở hữu tóc đỏ hoặc vàng, da sáng, tàn nhang, da kém săn chắc. Những người có nhiều melanin hơn có xu hướng được bảo vệ khỏi tác hại của tia UV và thường có các đặc điểm tóc nâu hoặc đen, da sẫm màu, làn da săn chắc, đồi mồi. Đối với các nốt đồi mồi, nghiên cứu của Pháp cũng cho thấy một số yếu tố khác nhau làm tăng khả năng xuất hiện chúng, bao gồm da ngăm đen, tiền sử tàn nhang, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, sử dụng các liệu pháp hormone, chẳng hạn như viên thuốc tránh thai. Tôi có thể ngăn ngừa tàn nhang xuất hiện nhiều hơn không? Đối với những người muốn tránh tàn nhang, phòng ngừa là chìa khóa. Nó cũng có thể ngăn ngừa tàn nhang trong khi tăng tốc độ biến mất của chúng. Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyên bạn nên sử dụng kem chống nắng chống nước có chỉ số SPF ít nhất là 30 trên da của bạn. Chờ 15 phút trước khi ra ngoài trời để được bảo vệ toàn diện. Làm điều này hàng ngày, ngay cả trong mùa đông, để ngăn ngừa nám thêm. Diana Glazer, MG, chủ nhiệm khoa da liễu tại Đại học ST, Louis, giải thích, bạn thực sự không thể trị tàn nhang trừ khi bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ngay cả khi bạn thừa hưởng xu hướng đó. Nếu bố và mẹ bạn là những người ủng hộ kem chống nắng tuyệt vời nhất và giữ bạn tránh nắng, có lẽ bạn vẫn sẽ không bị tàn nhang. Phòng ngừa, một nghiên cứu đã báo cáo kết quả tốt trong việc làm sáng tàn nhang và sắc tố da bằng các sản phẩm như axit alpha hydroxy, 8% nước hoa hồng AHA, axit trichloza, TCA, phenol, vỏ axit. Bạn có thể mua vỏ axit và hóa chất trực tuyến. Luôn kiểm tra miếng dán để tránh kích ứng da. Nếu bạn đang sử dụng phương pháp lột da mặt tại nhà, rửa sạch vỏ ngay lập tức nếu da bắt đầu bỏng và không để lâu hơn hướng dẫn. Liệu pháp laser. Tiến sĩ Glazer gợi ý liệu pháp laser để làm sáng hoặc loại bỏ tàn nhang. Một số laser tái tạo bề mặt phân đoạn có thể hoạt động đẹp không chỉ trên mặt, mà còn trên ngực hoặc trên vai. Một mục tiêu phổ biến khác của những tia laser này là tàn nhang ở chân trên đầu gối, nơi mọi người tiếp xúc với ánh nắng mặt trời từ việc chèo thuyền và các hoạt động tương tự. Các tia laser phân đoạn tái tạo bề mặt bằng cách nhắm mục tiêu vào nước bên trong các lớp của da. Nó khoan qua các lớp cho đến khi chạm đến lớp trung bì đó. Điều này làm cho các tế bào sắc tố biểu bì cũng bị đào thải ra ngoài và phản ứng dẫn đến tái tạo collagen và hình thành collagen mới. Loại bỏ vết đen. Để so sánh, các vết đen thường không mở đi khi ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hơn. Thay vào đó, chúng có thể được điều trị bằng hydroquinone, kem retinol, mặt nạ hóa học, phương pháp áp lạnh, liệu pháp laser. Có những tia laser khác nhắm vào các sắc tố da. Thay vì đi xuyên qua các lớp da, các tia laser này nhắm mục tiêu và phá hủy các vùng sắc tố. Các tia laser chuyên biệt về sắc tố hoạt động tốt trên các đốm nắng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé!